Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, Thành gươm diệt quỷ. Và mình đã ở ngôi nhà này khá là lâu rồi. Thế nhưng mà bây giờ mình mới phát hiện ra là ở trong cái góc này nè, chỗ cái thùng, có một cái bộ đồ của Viêm trụ Rengoku và một cái quyển sổ tay của Viêm trụ hay sao nè. Ây da, vậy mà bữa giờ mình chỉ mới gặp Viêm trụ đúng một lần ở ngoài ngõ thôi. Không thấy Viêm trụ vô nhà ta. Hay là tại do mình rào cái cửa lại cái Viêm trụ không vào nhà được. Cũng có thể lắm á. Rồi, vì đây là nhà của Viêm trụ nên thôi mình sẽ treo cái đồ của Viêm trụ lên đi. Gỡ ít thơm nữa cái mình... À không, không cần ít thơm đâu. Bây giờ mình chế tạo luôn. Mình có những cái Scarlet Sen và Scarlet Orc mà. Mình có thể chế tạo thành một cái bộ đồng phục. Mình còn thiếu Scarlet Orc đó ta. Thiếu mất rồi. Thôi được, tranh thủ trời còn sáng nè. Mình sẽ đi lên cái ngọn núi quặng Scarlet để mình đi đào một ít về. Rồi sau đó mình sẽ chế tạo ra cái bộ đồng phục của Viêm trụ luôn. Mặt cũng rất là đẹp ấy. Đây đây, tới luôn, tới luôn. Mình sẽ qua đây để đào. Mới qua là gặp được cái quặng Scarlet hiếm luôn rồi ta. Đã vậy ca. Mà mình chưa thử cái dòng gia tài có áp dụng lên cái quặng Scarlet này không ta? Nếu như mình có gia tài thì biết đâu mình lại đào được nhiều cái quặng Scarlet này hơn sao? Cũng đúng, mình có nhiều kinh nghiệm mà. Thôi thì giờ lại quay về nhà cái đã. Để mình thử cường hóa kiếm cái dòng gia tài coi. Đầu tiên là mình phải tách cái dòng cường hóa cũ của mình ra, rồi sau đó mới cho vô lại. Ai da, mềm mại thì không tốt tí nào. Ra luôn cái dòng gia tài nè. Ý mình hên thiệt chứ. Vậy thì chần chờ gì nữa, lấy luôn dòng gia tài 3. Nhưng mà nó không cho mình thêm hiệu suất nhờ. Không có hiệu suất thì đào chậm lắm. Mình còn một cái cúp sửa chữa và một cái cúp mềm mại. À, cái dòng mềm mại này mình không cần nè. Mình có thể tách nó ra để mình cường hóa thêm để kiếm dòng hiệu suất. Ui, chậm hỏng á ta. Thường thì chậm hỏng cũng có thể cho mình thêm dòng hiệu suất á. Thử nào. Đó, hiệu suất 4 luôn. Rồi rồi, giờ là mình sẽ có được một cây cúp hơi bị xịn luôn nha. Đây, full dòng luôn. Quá là đã. Bây giờ thì xách cây cúp gia tài này và thử đi đào cái quặng Scarlet coi. Coi coi mình có thể kiểu như có được nhiều cái quặng Scarlet hơn hay không. Okay. Ở đây có một cái quặng Scarlet hồi nãy mình bỏ sót nè. Hiện tại thì mình có được 2 đúng không? Giờ với ta tại 3. Có một quặng này chưa biết được. Phải đào nhiều mới được. Lại nè, lần này là với cái quặng Scarlet thường thôi. Có vẻ là gia tài không áp dụng đối với cái quặng Scarlet này rồi. Chính xác là như vậy. Thôi thì mình cũng như mình đầu tư một cây cúp để đào nhanh hơn đi. Cũng hơi tiếc á. Phải chi mà cái này nó áp dụng được gia tài thì hay biết mấy. Ở đây là cái gì đây? What? Sao tự nhiên ở đây lại có mấy khối bú vậy ta? Có dấu kim cương không? À không có dấu kim cương. Tham lam. Rồi, mới đào một tí xíu mà mình đã có được cả đống Scarlet Orc và Scarlet Sen rồi. Chắc mình sẽ lấy nốt cái quặng này. Rồi sau đó mình sẽ về nhà và tiếp tục cái công việc chế tạo đồng phục của Viêm trụ thôi. Chắc bữa nay mình sẽ mặc đồng phục của Viêm trụ đi quẩy luôn á. Cũng sẽ rất là hợp lý đây. Đầu tiên là làm cái bộ đồng phục thường. Rồi sau đấy mới kết hợp giữa đồng phục thường và đồng phục của Viêm trụ lại. Ây da, bữa nay Lộc hết làm Tanjiro, Lộc làm Viêm trụ Rengoku rồi nha. Chỉ tiếc là mình chưa có sở hữu thanh kiếm của Rengoku thôi. Nếu mà sở hữu được thanh kiếm của Rengoku nữa là tuyệt cú mèo luôn á. Thôi, và nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay thì mình muốn kiểu như là tìm những cái tên hạ quyền để mình tiêu diệt trước. Mình có cái tên hạ quyền lục Kamano này mình chưa có tìm thấy nè. Thế nên là hôm nay chắc mình sẽ săn tìm cái tên này trước. Rồi cái tiếp đến là tên Mukago. Rồi tới Wakuraba. Đó, là những cái tên mà mình sẽ dự định là săn tìm trong ngày hôm nay đấy. Trời gần tối chưa? Giờ mới trời chiều hả? chắc mình sẽ tranh thủ lúc này mình còn đi khám phá được một tẹo á, trước khi màn đêm buông xuống, và mình sẽ đi săn tìm những cái con quỷ mà mình vừa nêu tên ha. À quên nữa, mình còn thanh kiếm của Inosuke mà hôm qua giờ mình chưa có dùng để đi quẩy nè. Bữa nay mình sẽ dùng thanh kiếm của Inosuke mình đi quẩy cũng ổn áp lắm á. Có đồng phục mới thì cũng phải xài vũ khí mới cho nó đồng bộ luôn. Ồ, đằng kia mình thấy nó có một cái chỗ hóa thạch và bên trong nó có rất là nhiều vàng. Ây, được quá ta. Để mình trèo vô mình lấy ít vàng mang về. Còn có con zombie nữa. Này thì canh me canh chua cái gì. Rồi xong, lấy vàng về thôi. Vàng free, ta nói nó đã gì đâu á. 12 khối vàng luôn. Ngoài ra thì ở đây nó còn có một cái lăng mộ gì nữa nè. Ê, mấy con kiến này làm gì? Con kiến ở ngoài vùng sa mạc này nguy hiểm lắm. À, cái lăng mộ này nhìn quen quen ta. Hình như mình cũng từng vô một cái lăng mộ giống như vậy một lần rồi thì phải. À, chính xác là nó luôn á. Thôi được, có gì gặp lại thì xuống luôn, ngại gì vết bẩn. Rồi, và mình sẽ đập cái lồng spawn trước. Tiếp theo là mình sẽ đi xuống dưới này, tại vì dưới này nó sẽ có rương cho mình á. Ngon luôn. Và xem nào, táo vàng, một quyển sách World Jump. À, quyển sách nhảy tường. Và một ít ngọc lục bảo. Đúng rồi, sao tự nhiên đằng kia nó lại có gò đá giữa cái vùng sa mạc này ta. Mình tình nghi trong đây nó lại giấu cái gì nè, đúng không? Tự nhiên giữa cái vùng sa mạc lại có cái gò đá. Cái gì? Kraken. Gần đây có thủy quái Kraken kìa. À, căng thế nhờ. Đâu nó đâu? Mình có thấy Kraken đâu. Có ngon ngươi lại gần ta đi, mình xúc nó luôn á. Bữa nay mình hơi bị chiến á nha, mới có đồng phục mới nên sung lắm. Rồi giờ thì vô đây dò tìm cái chỗ này trước nè. À, biết ngay mà, trong đây nó có rương nè. À, nhưng mà đồ thì hơi bèo nha. Có đường hầm không? À, không có đường hầm bí mật luôn. Ok, vậy thôi trả lại cho người ta. Suýt nữa thì mình lấy cúp mình đập ra đó. Rồi, vào để mình dò bên đây coi có thấy con thủy quái Kraken không. Tự nhiên mình thấy thanh máu của nó kìa. Chắc là nó không gần đây cho lắm. Ồ, ở đây có mấy con quỷ cá. Mình sẽ thủ tiêu nó trước khi để nó làm sằng làm bậy. Rồi, và màn đêm buông xuống rồi. Công việc còn lại của mình là săn tìm mấy cái tên hồi nãy giờ mình nêu tên thôi. Ê, đằng kia là viêm trụ kìa. Ồ, tình cờ vậy. Bữa nay còn gặp viêm trụ nữa. Ồ, được cái ta, mình hợp tác với viêm trụ cũng ok ấy. Ôi, đằng kia có tên nào mới dùng huyết quy thuật thì phải. À, có một con quỷ đang ăn hiếp một thợ săn quỷ kìa. Rồi luôn. Con quỷ này, con quỷ chết tiệt. Một thợ săn quỷ đã bị ăn thịt rồi. Đằng kia thì có cái tên quỷ tay. Để coi dưới làng có con quỷ nữa không. Ok, dưới làng không có quỷ thì thôi, mình qua đây mình thủ tiêu con quỷ tay này trước, sự gọn nó thôi. Chỉ cần một thức duy nhất thôi là có thể hạ được con quỷ tay rồi. Quá là khỏe luôn á. À, ở dưới cột có tên Akaza nữa cơ. Hay da. Hay là bữa nay mình sẽ thử sức với tên Akaza đó trước một lần nha. Một với hắn thử coi. Hôm qua chưa có dịp, nay gặp lại thì bem hắn luôn. Dù sao thì bây giờ mình cũng mặc đồng phục của viêm trụ mà. Xúc nào, vô. Này Akaza hả? Ê, hắn chuẩn bị tung đòn cực mạnh đấy. Ai da. Dưới chân hắn mà có cái hình băng là mình nên né nha, không thôi là mệt với hắn đấy. Rồi. Ui, hắn tung đấm liên tục kìa. Mình sẽ kích hoạt ấn diệt quỷ của mình lên. Vô luôn. Ngại gì hết bẩn. Vụ nổ mà hắn phát ra là cực kỳ mạnh đấy. Hắn đấm đầu quá. Căng rồi. Ây da. Này thì Akaza nè. Ui, hắn quýnh mình lọt xuống hang luôn rồi. Địa hình ở đây xấu quá, mình đi mình cứ bị lọt xuống hang thôi. Ai vui, hắn nhảy lên cơ. Cái tên này rất là hăng máu luôn. Này thì Akaza. Ui, hắn đang tung liên hoàn đấm. Ui, may quá mình lọt xuống hang nên mình né được một chiêu của hắn. Chắc mình phải đổi địa hình quá, kiếm cái nơi nào nó bằng phẳng hơn thôi. Ui, hắn tung chưởng. Thôi được rồi, khô máu với người luôn. Ui, hắn để lùi mình cơ. Này thì Akaza. Có vẻ là mình đang đuối hơn so với hắn rồi. Này thì Akaza. Mình đã có nghĩa được gần phân nửa máu quá. Căng quá. Không biết mình có làm được hay không đây. Mình chỉ còn vài máu ít ỏi thôi. Cố lên nào. Trận chiến sắp có kết quả rồi. Ai vui. Ui, căng vậy. À, cái sức hồi phục của hắn rất là ghê gớm luôn á. Đi, một thức nữa thôi. Kết liễu hắn. Rồi, mình đã chặt được đầu hắn rồi. Mình đã lấy được đầu hắn. Ấy da, nhưng mà hắn đang rơi vào trạng thái siêu hồi phục cơ. Và hắn sắp phát nổ đấy. Kết thúc đi, Akaza. Rồi, và... hắn đã tự hủy rồi. Cái trận chiến với cái tên Akaza này rất là căng thẳng luôn. Tại vì hắn được đánh giá là một trong những tên rất là mạnh đấy. Nhưng mà may quá, mình cũng đã vượt qua bằng cái hơi thở mặt trời của mình rồi. Mở hàng trong ngày hôm nay là tên Akaza là cũng tương đối ok rồi. Bây giờ thì trở lại với công việc chính thôi. Ui, cái trận chiến vừa rồi nó tiêu tốn khá là nhiều lương thực của mình mang theo á nha. Nên là bây giờ phải nhanh chóng đi tìm mấy cái tên trong danh sách mà mình cần tiêu diệt trong ngày hôm nay thôi. Ui, cái gì? What the heck? Trời trời trời. Đang đi thì lọt xuống một cái dungeon à. Có cái kiếm nhạc à. Mình không cần nhạc cho lắm. Ok, thôi đi trở lên trên. Thiệt tình ở đây có mấy cái hố nguy hiểm thiệt chứ. Phía xa xa lại có thêm một cái chỗ hóa thạch nữa. Và chỗ hóa thạch lần này thì cho mình ngọc lục bảo. Ồ, tốt đấy. Mình sẽ lấy luôn. Đột vào ri là mình sẽ không bỏ lỡ đâu. Nhưng mà cạnh cái chỗ hóa thạch này còn có một cái tòa tháp rất là cao nữa kìa. Wow, căng thẳng vậy. Không biết trong tòa tháp đó có gì ha. Tò mò thiệt, một xíu mình phải vào đó để kiểm tra thử mới được. Ồ, ở đây có người câu cá nữa. Người câu cá, coi trong này có gì. À, tất nhiên là cá rồi. Và một cây cần câu rất là xịn. Mình sẽ mượn mang về luôn. Vô tình có thêm cây cần câu chứ. Quá đã. Rồi, và chắc bây giờ mình sẽ bước vào cái tòa tháp này để coi bên trong nó có gì nào. Wow, bên trong nó có một con ác quỷ bảo vệ kìa. Này thì ác quỷ nè. Vô đây. Mình sẽ dùng thanh kiếm của Inosuke để mình bem mấy con này luôn. Ngọc lục bảo hả? Bỏ túi liền. Wow, cái này nó trang trí theo phong cách địa ngục hay sao á. Ê, trong kia nó có cái rương kìa. Nhưng mà mình chưa có mở được bởi vì mình không có chìa khóa. Mình không đập được luôn. Vậy là mình phải tìm cái chìa khóa rồi. Ây da, căng vậy. Trên này thì sao? Lại có rương nữa. Như vậy thì trong đây nó toàn là rương khóa thôi. Công việc của mình là phải đi tìm chìa khóa đấy. Để mình tìm công thức coi. Coi có công thức chìa khóa không. Ở đây có chìa khóa nhưng mà không có công thức chế tạo. Rồi. Căng rồi, ca này căng. Tầng này có chìa khóa không nào? Mình sẽ lục từng cái thùng. Có vẻ là cũng không có chìa khóa trong mấy cái thùng rồi. Còn có nè. Lại thêm một cái rương khóa nữa. Quá trời rương luôn mà không mở được. Cây thiệt chứ. Ở đây thì cũng không có chìa khóa luôn. Lạ vậy ta. Mình sẽ thử lên cao hơn coi. Coi coi bọn chúng còn cất giữ cái gì quý giá hơn hay không. Đừng nói trong đây lại là một cái rương khóa nữa nha. À không, đây là cái kho lương thực rồi. Không phải cái rương khóa đâu. Mình vẫn còn lên cao thêm được nữa nè. Ồ, tự nhiên trên đây lại có một cái thợ săn quỷ. Đã vậy ta. Cái thợ săn quỷ này chắc cũng giống mình. Lên đây tò mò coi coi có gì nè. Mà đi nãy giờ chưa thấy cái gì giá trị ngoài mấy cái rương khóa hết. Mà không cho mang về nữa chứ. Thì cái tình. Mình sẽ đi một phát lên lầu luôn. Lên đỉnh coi. Ồ, trên đỉnh tòa tháp có cái cục gì nè. Cái cục này và một cái rương khóa ở đây hả ta. Chắc là mình phải kích hoạt cái chỗ này lên để mình có thể đánh boss. Rồi sau đó mình mở khóa mấy cái rương ở dưới nè. Mình đón vậy. Như vậy hiện tại là mình chưa có thể đánh nhau với boss được rồi. Hình như ba cái khe đen đen này là ba cái chỗ để mình cần gắn vào để mình kích hoạt boss hay sao ấy. Ok, như vậy thì tòa tháp này mình sẽ đánh dấu lại rồi. Trong thời gian sắp tới mình có đủ đồ thì mình sẽ quay trở lại đây để chinh phục cái tòa tháp sao. Còn giờ thì chắc tiếp tục lên đường thôi. Ê? Hình như à kia rồi, Kamanue. Mình đã thấy hắn rồi. Ôi ơi con quỷ đây. Ngươi định sát hại dân làng hả? Mở đi. À vẫn có dân làng bị sát hại kìa. Mình phải chạy cứu dân làng thôi. Rồi luôn, hắn vẫn kịp tiêu diệt dân làng. Mấy con quỷ chết tiệt này. Nhưng mà đây rồi, thời khắc để mình tiêu diệt cái tên Kamanue đã tới. Mình sẽ cho hắn biết sức mạnh của thanh kiếm của Inosuke nè. À dạ dạ. Tên này có móng vuốt cũng ghê lắm á. À tên này láo ta. Hắn tấn công liên tục bằng những cái đòn đánh tầm xa kìa. Cái huyết quy thuật của hắn khó chịu quá. Cho người biết hơi thở của tre nè. Sợ chứ cứng. Hơi thở của tre nè. Này thì dám tấn công tầm xa. Thêm một con quỷ này nữa. Và mình đã tịch thu được cái huyết quy thuật của hắn rồi. Một cái bộ móng vuốt. Nhìn cũng ra gì lắm á. Như vậy thì mình đã hạ được một trong tổng số 3 cái tên hạ huyền quỷ mà mình đề ra trong ngày hôm nay rồi. Tiếp theo là tên Mukago. Ui trời 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 ơi, zombie lại xâm chiếm cái ngôi làng này tiếp rồi. Buổi tối rất là thiệt thòi cho mấy dân làng mà ở trong những túp lều tranh nhiều trái tim vàng này nè. Kiểu quỷ nó chỉ cần đi vô phát thôi là nó xơi được liền à, nó đâu có khóa cửa gì đâu. Kiểu như mở cửa mời chào quỷ vào ăn thịt gì đó. Rất là nguy hiểm luôn. Bữa nay sẵn tiện mình đi ngang thì mình sẽ bảo vệ cho một hôm nha. À mà khoan, hình như bên kia mình thấy có ngôi nhà của ai vậy? Ồ, ngôi nhà này quen lắm, hình như mình cũng hay gặp trên đường đi khám phá nè. À đúng rồi, là nó, chính nó đấy. Ngoài ra thì phía bên này mình thấy có tên quỷ trống nè. À được. Mình sẽ quýnh hắn để mình kiếm thêm mấy cái trống coi. À lần này thì chỉ rơi ra máu Muzan thôi. Chứ không có trống rồi. A few moments later. Trên một cái chiến thuyền của bọn cướp dân làng thì đang có tên Mukago kìa. Và hắn là một trong những tên mà mình cần phải tiêu diệt trong ngày hôm nay. Hắn là hạ huyền tứ. Tới số hắn rồi. Mình sẽ áp sát bằng hơi thở của nước. Rồi sau đó tiêu diệt hắn thôi. Vô đây. Ơ à. Ủa sao nhanh vậy? Ui bây giờ mình tiêu diệt mấy tên hạ huyền trong một nốt nhạc thôi. Hắn còn chưa kịp dùng huyết quy thuật để tấn công mình nữa là mình đã cho hắn chậu diêm vương rồi. Bây giờ mình cũng gọi là ra gì rồi đấy. Mình bắt đầu cảm nhận được sức mạnh từ những cái hơi thở của mình rồi. Quá là đã luôn. Và Giờ thì chỉ còn một tên trong tổng số 3 tên mà mình cần phải đi săn trong ngày hôm nay thôi. Cố lên nào, hy vọng là mình sẽ sớm gặp hắn. Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài đây. Quán gia ngõ hẹp, mình lại gặp cái tên Mukago rồi. Để coi huyết quy thuật của hắn là như thế nào đây. À, hắn đánh thường á. Ồ, tính ra tên này không mạnh cho lắm nha. Y giời ơi, giờ khác gì hắn đang đấm bóp massage cho mình đâu. Con xương này đi ra chỗ khác nha. Này đánh đi, đánh đi. Trời. Khác gì đang đánh bóp massage cho mình đâu. Ồ, vậy là mình hơi đánh giá cao tên này rồi. Thôi vậy goodbye no see you again hắn đi. Ok. Nếu mình nhìn không lầm thì trước mặt mình là Inosuke. Ừ chính xác rồi. Inosuke có cái đầu nhìn đã thì luôn á. Mà không biết làm sao để có được cái đầu đó ta. Cái đầu đấy thì không có công thức chế tạo. Mình cũng muốn có một cái giống như vậy nè. Nhìn đúng téo luôn. Nhưng mà sự khác biệt giữa mình và Inosuke là Inosuke có tới một cặp kiếm lận, còn mình chỉ có một cây thôi. Ồ, chắc ít hơn phải gán đi mua thêm cây nữa mới được. Mà không có gặp cái bác bán kiếm mới khổ rồi. Mình cũng muốn mua lắm. Mình có mang theo tới tận là 8 cái Scarlet Orc lắm mà. Dư sức mua 4 cây luôn ấy. Rồi, bên đây mình còn thấy có một ngôi nhà gì nữa nè. Ồ, nhà có bánh kem à. Có đồ nữa. Nhưng thôi, mình quan tâm nhất là cái giường để mình ngủ cho qua đêm cái đã. Tại vì trời cũng gần sáng rồi, mình ngủ cho qua đêm đi. Trên ngọn núi này thì mình lại gặp nhà của Tamayo. Ê, nào khoan, chỗ này quen quen ta. Hình như đây là chỗ mà lần trước mình thất lạc 3 chú heo rừng nè. Ồ, chính xác rồi. Để coi lần này mình có thể gặp lại heo rừng không. Lần này gặp thì chắc mình sẽ cố gắng dẫn heo rừng về chứ không để thất lạc giống như lần trước đâu. Nhưng mà có vẻ mình không gặp được heo rừng rồi. Vì bây giờ là ban ngày nên không có quỷ á. Thế nên là mình sẽ trở lại cái ngọn núi này để mình vừa đào những cái quặng Scarlet mà vừa tìm cái người bán kiếm luôn coi. Mình thấy người bán kiếm cũng hay xuất hiện trên cái ngọn núi này lắm. Bữa nay hên vậy ta, toàn gặp mấy chỗ Scarlet Orc hàng hiếm nhưng mà hai quặng không à. Lần này là 3 quặng luôn. Trời, đã vậy. Bên đây thì có quặng Scarlet thường. Rồi tiếp tục lại là Scarlet hiếm. Nhiều lắm rồi đó, cả đống Scarlet hiếm luôn rồi mà chưa thấy người bán kiếm đâu hết. Làm ơn xuất hiện đi, please. Vương tầm mắt của bên kia thì mình thấy nó còn có cái công trình gì kìa. À, được quá ta. Để mình qua đấy mình kiểm tra thử coi. Coi đó là cái công trình gì. Nhìn cũng có vẻ hấp dẫn ấy. Để xem. À, đây là chỗ của zombie hay sao ấy. Nếu như mình nhớ không lầm là vậy. Bay lên coi. Mình sẽ đào cái đường này vô. Coi coi có phải hay không. Hả? Không có zombie à? What? Ui trời trời trời, chơi đánh lén. Bọn chúng đi đâu từ sau lưng mình á. Nhưng mà có vẻ không thấy đồ nha. Ủa, hồi nãy mình thấy khối redstone rồi mà ta. Sao bây giờ vô đây lại không thấy cái gì hết nhờ. À đây, bọn chúng bên ngoài nè. Này thì binh đoàn zombie hả. Đây là những cái nhà tù. Còn có khối thịt zombie nữa nè. Nhiều khi bọn chúng lại giấu đồ trong mấy khối này á. À, có vẻ không giấu ai. Nhưng mà redstone thì chắc mình có thể mang về được nè. Tên Enmu đúng không? Chính xác rồi. Enmu là cái tên hạ quyền nhất nè. Mình cũng đang săn tìm hắn luôn. Mà hôm nay hắn tự xuất đầu lộ diện thì xác định hắn rồi. Mình sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội này. Kích hoạt ấn diệt quỷ và sau đó trừ khử hắn thôi. Đó, với một thức duy nhất. Và mình đã hạ được Enmu rồi. Rất là nhanh chóng luôn. Tên tên. Ủa? What? Ủa sao mình hạ hắn mà không có được thành tựu ta? Mình còn được huyết quy thuật của hắn mà. Ủa kỳ vậy? What? Mình có được huyết quy thuật của hắn mà mình không hoàn thành được thành tựu nữa. Ủa là sao cả? Kỳ lạ thiệt. Ấy, mà hình như mình còn tiêu diệt được cái tên Wakubara nữa. À vậy là cái tên đứng kế bên hắn là cái tên Wakubara luôn à. Oh man. Được quá ta. Nhưng mà có gì đó sai sai rồi. Ý. Tuy nhiên thì mình lại gặp được Nezuko bên này. Nezuko hay lắm nha. Khi mà mình nhờ Nezuko một cái thì Nezuko sẽ cường hóa cho mình những cái thanh kiếm lên ấy. Đây ví dụ mình sẽ để thanh kiếm của Inosuke ở phía trước nè. Coi coi. Đó, Nezuko đã biến cho thanh kiếm của mình cũng có dòng Redstone nữa nè. Nếu như mà mình chưa có ấn diệt quỷ á thì mình cũng có thể nhờ Nezuko biến kiếm mình thành Redstone cũng rất là ok đấy. Nhưng mà hôm nay đã gặp được Nezuko thì chắc mình sẽ dẫn Nezuko về luôn. Mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Hôm qua mình đã bỏ lỡ một lần rồi, hôm nay thì không thể bỏ lỡ thêm một lần nữa. Tranh thủ đưa Nezuko lên thuyền cái đã. Rồi, vào vô đây khám phá cái đi. Rồi sau đó chở Nezuko về lẹ nha. Kiểu trời sáng là mệt ấy. Ồ, ở đây có một cái cung điện bỏ hoang nữa nè. À, cung điện bỏ hoang đầu nghe hoành tá tràng hết nha. Để mình khám phá thử coi. Công nhận đúng là nơi bỏ hoang có khác. Quá trời zombie luôn. Nữa nè. Cực nhiều zombie. Nhưng mà đồ nó cho thì không được xịn cho lắm. Nói chung là cũng được thôi. Hình như hết rồi đó. Đây là một cái cung điện phong cách Nhật Bản hay sao nè. Ok, giờ thì không làm vòng nữa. Mình sẽ dẫn Nezuko về nhà để đoàn tụ với Tanjiro thôi. Let's go. Đằng kia có con quỷ tay kìa. Ủa cái gì vậy? Nezuko đánh mình vậy? Trời ơi. Nhưng mà cách tốt nhất thì chắc vẫn là ẵm Nezuko về thôi. Chứ mình đèo kiểu kia thì chắc tới trời sáng cũng chưa tới nhà nữa. Như vậy thì không tốt cho Nezuko tí nào đâu. Chịu khó một xíu nha Nezuko. Ê, cái gì? Trước nhà mình có cái tên Enmu hay sao kìa? Oh my god. Tên đó láo thiệt. Từ từ để mình đưa Nezuko về nhà cái đã. Đây, Nezuko đoàn tụ với anh trai đi. Rồi, giờ hai anh em đã ngồi chung một chiếc thuyền rồi đó. An toàn rồi. Giờ mình sẽ tập trung vào nhiệm vụ của mình là tiêu diệt cái tên Enmu thôi. Ủa hắn rồi. Ủa what the heck. Ủa sao mình đi ra còn có đúng hai cái cánh tay của hắn vậy? Hai cái huyết quy thuật của hắn vậy? What the. Hình như vừa có một thợ săn quỷ nào đó trừ khử hai tên Enmu một lúc rồi. Tiếc gì ta. Ok vậy. What. À thì ra ngươi chọn cái chết tên Enmu này. Cuối cùng thì mình cũng gặp hắn lại rồi. À dạ bây giờ hắn tấn công mình nè. Ghê chưa. Mình sẽ kích hoạt ấn diệt quỷ lên. Mình sẽ dùng hơi thở của nước và sau đó trừ khử hắn thôi. Ui hắn biến thành cái xe tăng rồi. Really, nigga? Ủa gì? Cái xe lửa rồi. Ghê vậy. Này thì biến hình nè. À Chưa, hắn còn sống. Ồ có quá nhiều xúc tua của hắn luôn. Ôi có số lượng xúc tua mà hắn tung ra kìa. Nguy hiểm thiệt. Mình sẽ dùng hơi thở của nước để tiêu diệt hắn. Cắn vậy. Ui lần này mới là sức mạnh thật của hắn hay sao. Và đây cuối cùng thì mình cũng đã đánh bại được hắn rồi. Ồ mà không phải lần đầu nữa mà là lần hai rồi đó. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa đạt được cái thành tựu tiêu diệt Enmu là sao ta. Kỳ lạ thiệt. Ở đây có một vài cái kiểu như nhiệm vụ mà khi mình hoàn thành thì nó cũng không tính cho mình ấy. Lạ ghê luôn. Và tiêu biểu nhất là cái thành tựu tiêu diệt con quỷ tai này nè. Mình đã không biết tiêu diệt bao nhiêu con quỷ tai rồi đó. mà tới bây giờ vẫn chưa đạt được cái thành tựu. Thôi thì chịu luôn. Nhưng mà nói chung trong ngày hôm nay thì mình đã khá là may mắn khi mà dẫn được Nezuko về nhà, để cho hai anh em Tanjiro và Nezuko đoàn tụ với nhau. Đồng thời thì mình cũng mặc thử cái bộ đồng phục của Viêm trụ Rengoku và đánh bại cái tên Akaza bằng chính cái sức mạnh của mình luôn. Quá là đã. Ê, cái gì đây? Oh, what the heck? Tanjiro đánh cả em của mình. Chuyện gì thì từ từ giải quyết chứ. Nỡ lúc nào đánh em gái mình à. Trời luôn. Không tình mình dẫn Nezuko về nhà, đổ sông đổ bể rồi. Chắc tôi cho anh ra chuồng bò anh ngồi quá. Thiệt tình luôn á. Rồi, và hy vọng trong thời gian sắp tới thì mình sẽ sớm sở hữu được sức mạnh của Viêm trụ. Đó chính là cái thanh kiếm hơi thở của lửa ấy. Mình rất là muốn sở hữu thanh kiếm đó luôn, để cho giống Viêm trụ nhất có thể. Hy vọng là vậy. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình trở thành thợ săn quỷ mạnh nhất của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.